Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Một ngày tốt lành nhé. Ở tháp trước 975 thì sự xuất hiện đầy hoành tráng của nhà cô Shizo, tức Denizo, với một đường kiếm trẻ đôi một con tàu lớn của băng hải tặc bách thú. Luffy, Law và Kid cũng xử đẹp một chiếc. Vậy con tàu duy nhất còn sót lại để làm gì? Trong khi đó Luffy hay Kid đều có thể phá tan tành ra rồi, chẳng cần phải tranh nhau. Đó có phải là dụng ý từ tác giả Oda hay không? Để dành cho sự xuất hiện của một ai đó, Marco, Aizo chăng, hay là một nhân vật đầy bí ẩn nào khác? Thôi thì không lòng vòng nữa, chúng ta cùng đến với bản spoil siêu sớm của chap 976 nhé. Ở cung tranh đầu tiên, Kanguro vô cùng sốc khi biết được rằng vai diễn cả đời của mình đã bị đổ bể. Thật không thể tin nổi tên Kinemon lại tài tình đến thế. Hắn hận Kin, sau đó đã vẽ ra một con cá mập lớn lao tới tấn công họ, nhưng ngay lập tức đã bị Suten Maju phá vỡ. Mọi người đều khá là ngạc nhiên bởi bản vẽ vô cùng hoàn hảo này, nó cũng có sức mạnh vô cùng lớn. Kanguro tiếp tục vẽ ra nhiều động vật khác nhau để đánh lạc hướng, hắn thì ngồi trên một con đại bàng để tẩu thoát. Momosuke cũng bị bắt theo, đám lính của tên Kaido cũng la đạn pháo vào quân đồng minh để yểm trợ cho hắn ta. Lo dùng zoom để ngăn cản nhưng không kịp, khoảng cách đã quá xa. Ngay lập tức một vệt sáng lớn màu xanh xuất hiện từ bầu trời, đã bay tên Kanguro xuống chiếc thuyền còn lại. Người đó ôm chặt lấy Momosuke, lâu lắm rồi không gặp phải không nhóc? Vâng, đó là sự xuất hiện của Marco Phượng Hoàng. Sau đó những khẩu pháo đã bị phá hủy, đám lính của Kaido lần lượt bị ngã xuống bởi chúng đạn. Từ đằng xa chúng ta nhìn thấy đó chính là Aizo và Lekomamushi. Sự xuất hiện của ba người này đã làm cho phe đồng minh vô cùng bất ngờ. Họ lắp bắp Aizo, còn Luffy thì thét lớn anh đầu dứa. Marco tiến tới quân đồng minh, anh nói một điều gì đó. Đoạn này thì dịch chưa được chuẩn cho lắm, hình như là về bí mật cách tiêu diệt tên Kaido thì phải. Zoro định lao tới xử tên Kanguro thì bị Kinh chặn lại. Queen thì xuất hiện phía đằng sau, họ có giao đầu với nhau vài đường. Chuyển cảnh tiếp theo, băng hải tặc Big Mom, chúng đã vượt thác thành công và đang tiến tới đảo Oni theo sự chỉ dẫn của băng bách thú. Tiếp tới chuyển cảnh tới Big Mom và Kaido, chúng nói rằng trận chiến bắt đầu. Và đó là những thông tin nội dung chính của chap mới có sớm trong ngày hôm nay. Một lần nữa, chúc anh em có một ngày mùng cá tháng 4 vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.